Chào các bạn, cận thân mến chúng ta sẽ đến với phần video chữa đề số 42 sách 60 đề minh họa Với câu số 1 và câu số 2 là dạng bài về phát âm Câu số 1 là kiểm tra về cách phát âm của đuôi S Nhưng mà với cái câu số 1 chúng ta sẽ không thể áp dụng theo mẹo được Vì em thấy rằng là bốn đáp án của em trước S nó đều giống nhau cả Như vậy thì bạn sẽ phải quan tâm cho cô xem là cái âm cuối trước s của chúng ta sẽ được đọc là gì đã Đúng không? Bây giờ cô sẽ có này, ia tới đọc như sau. Đọc là way. Vậy thì cái hai cái chữ này của chúng ta sẽ tính là âm câm không đọc nhá. Vậy thì với cái từ này, phiên âm như sau này was, nghĩa nó sẽ là s sẽ được đọc là. Z. Rồi tiếp này sẽ cho cô đến với cái anh ý B của chúng ta thì sao? Cho ý B từ này của chúng ta đọc là cough. Nhớ vậy thì gh của chúng ta sẽ được phiên âm là Chợ dạ, đọc là curve. Ok. Rồi tiếp này với cái anh ý C của chúng ta thì sao? Cho ý C từ đọc như sau. Đọc là flow. Vậy thì bạn sẽ thấy là phiên âm sau đọc là flow. Như này. Đúng không ạ? Vậy thì gói của chúng ta tính là âm câm. Vậy nó sẽ đọc là flow. Vậy thì với câu số 1 cô chọn được câu đấy là ý B. Với câu số 2 là kiểm tra về phát âm của nguyên âm. Chúng ta sẽ phải đọc cái từ đó lên. Chú ý xem phần ngày chân được phát âm là gì. Vậy sẽ phải tìm ra một từ mà có phần gạch chân được phát âm khác so với cái từ còn lại. Với cơ sở 2, ý -E A. Từ đọc là lation. Thì cô sẽ có nay là A. không ạ. À. Rồi tiếp này. Thế còn với cái anh ý B của chúng ta thì sao? Cho ý B đọc như sau. Đọc national. Âm đấy của cô lại là âm e -B. Được không ạ? À. Cùng một gốc từ nhưng nó lại khác như vậy. Rồi tiếp này xếp cho cô đến với cái anh ý C của chúng ta có có từ nationality, âm đầy của cô cũng là âm e. -b Như vậy thì với câu số 2, cô chọn được câu đấy là A. À. Sau câu số 2 chuyển đến cô sang câu số 3 và câu số 4 với dạng bài về trọng âm. Với dạng bài về trọng âm thì đầu tiên chúng ta sẽ áp dụng, áp dụng quy tắc trọng âm đối với hậu tố và âm đuôi trước. Từ nào mà không áp dụng được quy tắc trọng âm đối với hậu tố và âm đuôi, chúng ta sẽ áp dụng quy tắc trọng âm theo phiên âm. Như ý C có đuôi r. Như đuôi này không ảnh hưởng cho âm của từ, vậy bê lại. Bây giờ trong từ sau Vậy từ visitor thì cô có V là E, dịch là E và tờ là E. Chứ vậy đuôi R không ảnh hưởng với cô còn từ visit. Thì cô thấy được là cả hai âm này cô đều là nguyên âm ngắn, ngắn hết. Chúng ta có quy tắc là nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì cho ông dơm tiết đầu. Vậy để với từ visitor cho ông dơm tiết đầu. Rồi tiếp còn ID của cô áp dụng theo quy tắc của đuôi Y dài. Chúng ta có là những từ có đuôi Y dài làm cho âm dịch chuyển ba âm tính từ đuôi lên. Vậy ID đọc như sau. Đọc là slavery. Dịch ba âm nên nó rơi vào âm tiết đầu. Rồi bây giờ cô còn ý B hoặc là anh ý A nhá Bây giờ cô sẽ xác định cái anh ý B này Ý B này cô sẽ có in là tiền tố không ảnh hưởng đến trọng âm của từ Bây giờ cô còn từ sau Với từ secure Thì cô sẽ thấy được C và từ cure Cure year Ok Vậy thì cô sẽ là trọng âm thường không rơi vào nguyên âm yếu y Vậy thì với nó sẽ rơi vào cure Nó sẽ rơi vào âm tiết thứ ba của từ insecure Âm tiết thứ ba của từ này Vậy đương nhiên câu số 3 cô chọn được câu đấy là ý B rồi Bởi vì C và D trọng âm dưới nhất mà sau câu số 3 chuyển cô sang câu số 4. Câu số 4 ý A cô có thể áp dụng theo quy tắc của duration. Mình có quy tắc là những từ có duration làm cho âm rơi vào trước âm đó. Vậy trong cái từ sau. Vậy từ combustion, cho âm rơi trước giờ ba âm tiết thứ hai của từ. Rồi thích còn ý B cô lại có mình không ảnh hưởng. Không ảnh hưởng chúng ta B nó lại. Vậy bây giờ gốc từ của cô chỉ còn lại là từ là từ achieve. Thì cô có ơ ừ, không nhận cho ông rồi Vậy cho ông sẽ rời âm tiết thứ hai Nhớ tiết còn ý C cô có đuôi I, O, U, S Thì bạn nhớ là chúng ta có cái quy tắc là Đuôi I, O, U, S Làm cho âm rơi vào trước âm đó Vậy thì với cái từ Với từ ambition Rơi vào trước âm đó sẽ âm tiết thứ hai Cô có ý A rơi tiết thứ hai Ý A có cho âm rơi thứ hai này Ý B có cho âm rơi tiết thứ hai Ý C cho âm rơi thứ hai Vậy thì với câu số 4 bằng phương pháp loại trừ Cô chọn được câu số 4 là ý D từ câu số 5 tới câu số 19 là dạng bài tập chọn đúng Với câu số 5 nhìn thoáng qua bối đáp án của câu này Em thấy rằng đây là câu thuộc phạm chủ kiến thức về phần mạo từ Với cái câu này chúng ta sẽ sử dụng mạo từ gì bây giờ? Em sẽ căn cứ cho câu bằng cái từ phía sau chỗ trống Căn cứ bằng từ Internet Chúng ta có cụm từ The Internet Nghĩa yeah. người ta sử dụng mạo từ The dùng trước những cái danh những cái danh từ cụ thể đặc điểm nhờ, người ta có thể dùng quy tắc là áp à, dụng quy tắc là người ta sử dụng mạo từ và nhờ, yeah, trước cái danh từ số ít để chỉ cả một bộ yeah, một giống một loài một nhóm vậy đây cũng sẽ có là vì internet nhờ, yeah, internet nói chung đúng là gì cả internet offering human beings a range of benefits and some drawbacks well. là internet đã mang lại cho con người rất là nhiều những lợi ích và cũng có cả những cái bất cập nữa Vậy thì với câu số 5 Cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý A Với cái câu số 6 Đây sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức Về phần thì của động từ Em sẽ căn cứ bằng từ last Là dấu hiệu của quá khứ Vậy thì cô sẽ không thể chọn đáp án là ý B được Đúng không? Vì B là dấu hiệu của ý tại đơn Bởi vì ý B là thì tại đơn Với cái câu số 6 của chúng ta Thì bạn thấy như sau này Chúng ta có khi mà em dùng cái từ always Chợ nó có thể dùng với thì hiện ở đâu để diễn tả hành động thường xuyên xảy ra. Người ta có thể dùng always oh kết hợp với thì tiếp diễn để diễn tả sự kêu ca than phiền. Vậy thì với câu này dịch là uh, năm ngoái, đúng không ạ? Cha tôi lúc nào cũng hút thuốc. Đấy. Nhưng mà bây nhưng mà sau khi bị 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 ho lặng đúng không ạ? Thì ông ấy đã bỏ nó. Vậy thì với câu này cô diễn tả sự kêu ca than phiền. Cô sẽ chọn được câu số 6. Đáp án của chúng ta là IA A. Sau câu 6 chuyện cô sang câu số 7. Với cái câu số 7 sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần danh động từ và động từ nguyên mẫu. Vậy bạn sẽ căn cứ bằng từ sau. Căn cứ bằng từ admit. Chúng ta có cái cấu trúc như sau này. Thì đó cứ có cái cấu trúc là admit cộng với verb Chợ, hoặc nó có thể là admit to verb in. Tức là nó có thể có tu ở phía trước verb in hoặc không. Như vậy thì cô sẽ không chọn đáp án ý A, không chọn đáp án ý C được. Đúng ạ? vậy thì với cái câu này của chúng ta, Cô sẽ dễ dàng chọn được câu số 7 Đáp án của chúng ta là ý D Chỉ có ý D thỏa mãn thôi đúng không? Vậy thì với câu này dịch là John thừa nhận là Đã bỏ qua rất nhiều cái khóa học bắt buộc Trong cái chương trình học chuyên sâu của anh ấy Cho ở đây người ta dùng là admit Cộng với to having với phần thứ hai Để nhấn mạnh cái hành động Một hành động xảy ra xong rồi mới khác ở đây là nhấn mạnh cái việc là anh ta đã lúc mà anh ta thừa nhận ấy thì anh ta đã bỏ qua rất nhiều khóa học bắt buộc rồi Thế xong câu số 7 chuyển sang câu số 8 và câu số 8 là câu thuộc phạm chủ kiến thức về so sánh. Em sẽ căn cứ bằng the là so sánh hơn. Cứ có từ difficult là tính từ dài. Chúng ta có cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài là S1 cộng với B. Ok, cộng với more. Cộng với tính từ. Nhớ. Yeah. Cộng với the. Cộng với chủ ngữ 2. Vậy áp công thức đó vào, cô dễ dàng chọn được câu số 8. Đáp án của chúng ta là IA. Và dịch là cái dự án bán hàng nhựa tháng này thì khó hơn so với cái dự án bán hàng tháng trước. Sau câu số 8 chuyển cô sang câu số 9. Với cái câu số 9, đây là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần từ loại. Đầu tiên em phải xét cho cô xem ở cái chỗ trống này của chúng ta nó thuộc từ loại gì đã, nó cần từ loại gì đã. ạ? Thì cô sẽ xét này, ở phía sau chỗ trống cô thấy có mặt của cái từ sau. Của từ concern nghĩa là mối quan ngại, mối lo no ngại. Vậy nó sẽ là danh từ Vậy chúng ta sẽ áp dụng quy tắc là trước danh từ phải là tính từ Như vậy thì cô sẽ không chọn ý C được vì đuôi IN mà là đuôi của danh từ Nhớ ý C có nghĩa là chủ nghĩa cá nhân Rồi cô sẽ không chọn ý D bởi vì đuôi y sẽ đây là đuôi của động từ Như là từ nghĩa là cá nhân hóa Vậy thì cô sẽ còn cái anh ý A hoặc là anh ý, ý C đúng không ạ? Rồi thì với cái anh ý A của chúng ta từ này nó là từ loại gì thì cô có với cái từ sau với từ individual nhờ từ này của cô có thể là danh từ có thể là tính từ nhá nếu danh từ nó có nghĩa là cá nhân nhớ là một cá thể thế còn nếu nó là tính từ thì nó mang ý nghĩa là xem xét riêng biệt nhớ theo từng cá nhân hơn là theo một nhóm Đúng không ạ rồi thế cô sẽ thấy được là vậy thì cái ia à, cô cũng là tính từ. Thì ý, ý B cô có đuôi ic cũng là đuôi của tính từ. Vậy khi mà cùng một gốc từ mà có nhiều hơn một từ loại tức là ví dụ như là cùng một gốc từ nhưng mà lại có hai tính từ chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến cái nghĩa của nó. Nghĩa nghĩa của nó khác nhau như nào này. Thì cô sẽ thấy được với cái anh ý C của chúng ta à với cái anh ý ý B của chúng ta đuôi y đuôi ic trong cái từ này có nghĩa là thuộc về cá nhân cá thể. Vậy thì ở cái câu này của chúng ta Giờ chúng ta sẽ xét cho cô xem này Một cá nhân nhờ, Vẫn không bắt đầu sống Cho tới khi anh ta Có thể nhờ, Vươn lên khỏi Cái giới hạn đầy rẫy Những cái mối quan tâm cá nhân Để mà đúng không ạ Để mà đến với cái mối quan tâm Rộng lớn hơn của nhân loại Vậy thì là một cá nhân sẽ vẫn chưa bắt đầu sống thực sự cho tới khi anh ta đúng không ạ vươn ra khỏi cái hạn hẹp giới hạn của cái mối quan tâm cá nhân yeah. vậy thì bạn sẽ thấy như sau ở đây là mối quan tâm cá nhân tức là liên quan quan tâm đến bản thân mình đúng ạ nhấn mạnh vào Đó, xem xét tới nhá yeah. cô có ý yeah, với từ individual nghĩa là uh, xem xét tới bản thân tới cá nhân hơn là theo theo kiểu là là với với nhóm vậy là mang tính nghĩa là riêng rẽ vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy là qua cái mối quan tâm cá nhân thì cô sẽ thấy như sau Chúng ta sẽ dùng từ là individual concerns Vậy thì cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy của chúng ta Sẽ phải là ý A à, Chứ không phải là thuộc về cá nhân, cá thể Sau câu số 9 chuyển cô sang câu số 10 Với cái câu số 10 Đây sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức Về phần giới từ Vậy thì bạn sẽ phải xét cho cô Cái cấu trúc về giới từ trong cái câu này là gì Đấy nhá Vậy thì để biết được cái cấu trúc về giới từ Trong cái câu này là gì Thì bạn sẽ lưu ý cho cô sau Chúng ta có cấu trúc sau Chợ với cái cấu trúc là chợ be inflated. Chợ đi với cái giới từ là with. Chợ nghĩa là phải chịu đựng cái gì. Vậy thì với câu này cô sẽ dễ dàng chọn được theo cấu trúc thì đáp án sẽ là IP Dịch là một trong những cái nhược điểm của cái công việc văn phòng là mọi người sẽ phải chịu đựng cái căn bệnh đau lưng. Rồi với câu số 10 xong chợ cô xa câu 11. Câu một sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần rút gọn mệnh đề quan hệ. Trong một câu này chỉ có một động từ được chia theo thì của câu thôi. Từ chính trong câu một là động từ là have. Vậy trong một câu chỉ có một động từ chia thì theo thì của câu. Động từ còn lại của chúng ta nếu muốn chia thì của câu thì em phải sử dụng mệnh đề quan hệ. Nếu em sử dụng mệnh đề quan hệ thì động từ của em phải chia thì của câu. Ý B của cô có thấy có đại từ quan hệ nhưng mà phía sau động từ này chỉ là vinh. vậy thì không đúng. Đúng không ạ? Nếu đã sử dụng đại từ quan hệ để tạo thành mệnh đề quan hệ thì chúng ta sẽ phải là động từ của nó phải chia thì câu cơ nên đi cô sai trở vậy nếu như em chọn ý a với động từ là thuộc nó sẽ xảy ra hai động từ cùng chia thì câu nên đi a cô sai vậy sẽ còn vô và to vấp người ta có thể rút gọn mình để quan hệ bằng cách dùng vô dùng vô với động từ ở thể chủ động và dùng to vấp nếu phía trước danh từ có chứa số tự có từ only có từ last có so sánh nhất Em thấy phía trước em có từ tourist Nhưng anh này cũng không có số tự, không có từ only, không có so sánh nhất Vậy thì cô sẽ loại trừ phương án dùng to verb Vậy thì với câu 11 bằng phương pháp loại trừ Cô chọn được ý C được dịch là khách du lịch bắt chuyến tàu từ London tới Stanford Đúng không ạ? Cần phải, nhà cần phải đổi chuyến ở ở Coventry Rồi, sau 11 trẻ cô xa câu 12 Với câu 12 sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần cụm động từ Cô có ý à? với cụm từ turn down nghĩa là từ chối Ngoài nghĩa là tự chối ra nó có nghĩa là vặn nhỏ âm lửa Nhờ cô có ý B với cụm từ try out Nghĩa là test thử xem nó có hoạt động hay không chờ cô có, có cụm từ try out nghĩa là thử đồ Nhờ thử đồ thế là thử xem nó có vừa hay không Có hợp hay không chờ ý C với cụm từ put out Nghĩa là dập tắt đám cháy thế ý D với cụm từ turn off Nghĩa là tắt nhớ yeah, Vậy đi với câu này chúng ta có cấu trúc là Try to do something cố gắng làm gì Nhờ anh ta cố gắng xin đi nhập ngũ Nhưng mà anh ta đã bị từ chối Bởi vì sức khỏe kém Vậy thì với câu này mang nghĩa là từ chối thì câu 12 Cô chọn được câu đấy là ý A Đó, Sau câu số 12 chuyển cô sang câu số 13 Đó, Với cái câu số 13 của chúng ta Đây sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần thì Nếu không phải là thì thì nó sẽ là bị đâu Vậy thì với câu này Bạn sẽ phải xét cho cô xem là cái dấu hiệu để em xác định được làm câu này là gì Đấy nhá, thì bạn sẽ phải căn cứ cho cơ Bằng cái từ sau Căn cứ bằng danh từ Bằng từ demand chúng ta có như sau đấy chúng ta có là với những cái động từ tính từ hoặc danh từ mà nó mang diễn tả cái ý cần thiết cấp bách yêu cầu đòi hỏi thì nó sẽ thuộc phạm trù về thức giả định tức là đằng sau em có thể hiểu đơn giản đó là đằng sau cái từ với từ demand đi với thì đằng sau nó sẽ cộng với chủ ngữ và vấp phải chia nguyên dạng cho tất cả ngôi đây thuộc phạm trù về thức giả định em nhé vậy thì bạn thấy là với vấp nguyên dạng thì cô sẽ bỏ được a bỏ được d cô chỉ còn b và c ý b là chủ động còn ý c là bị động vậy thì với câu này cô có động từ ban là cấm nhận cô có từ gan là súng vậy súng phải bị cấm chứ không tự nó cấm được vậy là bị động vậy thì với câu 13 cô chọn được câu đấy là ý c và dịch là ở hoa kỳ đúng không ạ đã dấy lên cái đòi hỏi rằng là súng lên bị cấm nhờ khỏi người dân như là người dân không được phép sử dụng súng đạn sau 13 chuyển cô sang câu 14 câu 14 sẽ là câu thuộc phạm chủ kiến thức về phần mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian với cái câu thuộc phạm trù kiến thức về phần mệnh đề trạng gửi ra thì em phải xét cho cô cái sự phối thì trước. Động từ phía sau của cô chia thì tương lai hoàn thành tiếp diễn. Giờ cứ gắn cái chữ vật tương lai vào tức là hành động chưa xảy ra. Vậy nếu mệnh đề chính mà chia thì tương lai hành động chưa xảy ra thì suy ra động từ trong mệnh đề trạng thời gian không thể chia thì quá khứ được bởi vì là nếu như động từ trong mệnh đề trạng gian và chia thì quá khứ là hành động đã xảy ra rồi nên nó không đảm bảo về sự phối thị, thì. Vậy cô sẽ bỏ ý A, bỏ ý B. Nhớ ạ. Tiếp này, lại có một quy tắc nữa đó là động từ trong mệnh đề trạng gian không thể chia thì tương lai, cô bỏ C. Nếu muốn diễn đạt ý tương lai thì người ta sẽ dùng là động từ trong mệnh đề trạng gian của chúng ta sẽ phải chia thì hiện tại. Thế còn nếu muốn diễn đạt cái hành động đã xảy ra rồi thì động từ trong mệnh đề trạng gian, động từ trong mệnh đề trạng gian sẽ chia thì quá khứ. Như vậy thì bỏ hết theo sự phối thì rồi cô chọn được câu 4 là ý sau 14 là ID. Số 14 triệu cô sang câu số 15. Với cái câu số 15 đây sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần cụm từ nhá. Vậy thì bạn sẽ phải thừa nhận cho cô cái cụm từ đó. Vậy thì cô căn cứ bằng từ big. Chúng ta có cụm từ sau. Chúng ta có cụm từ big break. Nhà cụm từ này của chúng ta có nghĩa là cái cơ hội đổi đời, cơ hội lớn. Đúng ạ. À. Rồi tiếp này, ngoài ra chúng ta có thể ghép từ big có thể ghép được với cái từ sau nữa với từ big có thể ghép với từ chief nghĩa là một cái người có vai trò quan trọng trong một công ty trong một tổ chức một người có rất là nhiều tầm ảnh hưởng gọi dịch là ông to ông to đúng không ạ người có người ta to mặt lớn tức là quan chức tức là những cái người mà có vị trí quan trọng như một người có quyền lực trong một tổ chức trong một công ty người có tầm ảnh hưởng vậy thì với cái câu này của chúng ta với cái từ là big em có thể ghép được với từ chief có thể ghép với từ break cái em sẽ phải dịch nghĩa của câu này Chúng ta có cái cấu trúc là dream of mơ ước Đúng không? Dream of doing something mơ ước làm gì? Vậy giờ là Alex mơ ước đi diễn Chờ anh ấy đã wait for chờ đợi Chờ chờ đợi cái, cái, cơ hội lớn đến với anh ta đúng không? Để mà anh ta có thể bước chân vào cái 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 ngành công nghiệp âm nhạc Vậy thì với câu này dịch là anh ta đã chờ đợi cái cơ hội đổi đời của anh ta Cái cơ hội lớn của anh ấy Vậy theo cái cụm như vậy thì với câu 15 này Cô sẽ chọn được đáp án ấy là bàn cô là ý B Xong câu 15 chuyển cô sang câu số 16 và câu 16 là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần thành ngữ. Chợ với cụm cụm từ về thành ngữ như này thì bạn sẽ thừa nhận cho cô như sau hãy căn cứ bằng be down on there. Và chúng ta sẽ có cái cụm từ là down on one luck. cái cụm từ này của chúng ta có nghĩa là bị 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 bị, bị, bị gặp vận vận rủi đúng không? Nghĩa là không may Đấy nhá, gọi là gặp hạn và gì à? khi mà ai đó gặp hoạn lạ thì bạn bè không dễ tìm vậy thì với câu số 16 cô chọn được câu đấy của chúng ta là b trở với cái từ là fortune thì nó sẽ đi với cụm từ là make a fortune nghĩa là kiếm được rất là nhiều tiền tiếp còn với từ mood thì chúng ta có cụm từ là be in Chờ in good hoặc là bad mood, nghĩa là có tâm trạng tốt đúng không ạ be in a bad nhớ yeah. cô bây giờ này cô có cụm từ là be in a uh, good hoặc là bad mood nghĩa là tâm trạng tốt hay là tâm trạng tồi tệ. Trở về đi với câu số 16 theo nghĩa cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý B. Xong câu 16 chạy cô sang câu số 17. Với câu 17 sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần từ vựng và trong cái đề thi khoảng 25 trở đây thì bộ hay ra theo cái kiểu là theo kiểu kiểu là từ theo kiểu nhóm từ cùng nghĩa như thế này. Đó, tức là tức là cái nhóm từ cùng cùng trường nghĩa như này Đấy nhá. Vậy thì cô sẽ thấy được là với cái anh ý A, B, C, D của chúng ta Nó đều có cái đuôi là way đấy, đúng không? Thì cô có ý A với từ sau Với từ entryway Từ đấy của chúng ta nghĩa là lối vào Đấy nhá Chứ với từ entryway là lối vào Nó có thể là một cái cổng là một cái cửa, như cái lối, cái đoạn, cái 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 đoạn thoát hiểm chẳng hạn, đấy, một cái lối ra vào, để mà bạn có thể vào một tòa nhà hoặc vào một hội trường Thì người ta gọi nó là Là Entryway Vậy thì bạn có thể hiểu rằng từ Entryway Có thể xem xem như từ Entry Hiểu là lối ra vào Rồi thì em sẽ xét cho cô đến với cái từ ib của chúng ta thì sao Cho ib với cái từ đó là từ Với từ Runway Nên là từ này của chúng ta nghĩa là đường băng Rồi tiếp còn ý với từ Freeway nghĩa là đường cao tốc Thế với d của chúng ta nghĩa là Đường nhỏ, đường mòn Vậy thì với cái câu số 17 dịch là một cái con đường cái cái con đường gì đó mở rộng này sẽ giúp cho giải phóng được cái lưu lượng giao thông trong cái rush nhận trong cái rush hour giờ cao điểm. Vậy dịch là một cái con đường thì chắc chắn nó sẽ không phải là theo kiểu là lối ra vào được. Chứ cũng không phải là đường băng trên sân bay được, đúng không ạ? Không phải là đường mòn được mà phải là đường cao tốc mở rộng nhá. Yeah. Rồi, xong câu đấy chuyển cô sang câu số 18 với cái câu số 18 chúng ta sẽ thấy đây là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần từ vựng. cứ có ý đề về từ career nghĩa là sự nghiệp. Đó, vậy thì chúng ta xem cho cô xem là liệu chúng ta có thể dùng cái từ sự nghiệp trong ngữ cảnh của câu này hay không? Nhớ lưu ý cho cô nhé. Chợ với cái từ là với từ career là sự nghiệp. Vậy chúng ta có cái cấu trúc là apply for là ứng tuyển. Vậy không thể dịch là anh ta ứng tuyển một cái sự nghiệp dạy học được. Đúng không ạ? Sự nghiệp là cái Đúng rồi, là một loạt những cái công việc mà một ai đó sự nghiệp có thể là một công việc của một loạt những công việc mà ai đó làm trong một cái 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 khoảng thời gian nào nào đấy nhớ. sự nghiệp là cái mà người ta làm trong cả một cái quãng thời gian dài chứ không phải là ứng tuyển là có thể có sự nghiệp được như là ý đề của cô không phải rồi cô sẽ thấy ý xem với từ work là công việc là nếu nó mang nghĩa là công việc thì nó là danh từ không đếm được là nếu nó không đếm được thì cô sẽ không thể sử dụng mạo từ ở đây được để nhớ là với cái từ là work nếu là danh từ không đếm được mang nghĩa là công việc thế còn nếu là danh từ đếm được mang nghĩa là công trình là tác phẩm dạ. công trình nghiên cứu là tác phẩm nghệ thuật đấy vậy ở đây với nghĩa là công việc nó là danh từ không đếm được thì không thể sử dụng mẫu tự ở đây được lý c của cô sai được không ạ rồi tiếp này cô sẽ xét tiếp đến với cái anh ý b của chúng ta để sao ý b với từ sau với từ employment thì cô sẽ có từ employment từ đấy của chúng ta có nghĩa là cái tình trạng việc làm nhá chờ với từ employment cũng có nghĩa là công việc ờ chưa như là với cái từ employment của chúng ta với nghĩa là cái công việc, như là cái công việc khi mà làm để kiếm tiền muốn nói là cái tình trạng mà như là với cái từ là employment theo cái kiểu là muốn nhấn mạnh cái tình trạng là có việc làm chứ không phải thất nghiệp vậy thì ý b của cô nó sẽ không phù hợp với ngữ cảnh của câu này do đó với cái câu này cô sẽ chọn được đáp án của chúng ta là ý a ý a với từ với từ post như là từ này của chúng ta có nghĩa là cái vị trí việc làm ở một cái công ty một tổ chức nào đấy với câu với cô dịch là anh ta ứng tuyển cái vị trí công việc dạy học ở trường đại học này Chờ với cái sự tự tin rất là cao đi với câu 18 cô chọn được câu đấy là ý A Với câu số 19 là câu thuộc phạm trục kiến thức về hỏi đuôi Thì cô căn cứ bằng từ have to là thì hiện tại đơn Thì bên này cô dùng trợ từ là do Đúng không? Bên này khẳng định thì bên kia phủ định Vậy với câu 19 cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý C là từ câu số 20 tới câu số 23 là dạng bài tìm từ đồng nghĩa và dạng bài tìm từ trái nghĩa. Các bạn tham khảo lời giải chi tiết giúp cô Để cô cho anh sẽ chữa cái phần video chữa dạng bài tập đọc điền này Đó, Cô sẽ chữa phần đọc điền cho em nhé Với cái dạng bài tập đọc điền thì phần thông tin nó bị khuyết Vì vậy mà cách làm chúng ta sẽ không làm theo phương pháp đọc dịch Đó Mà chúng ta sẽ xét các phương án Trong cái dạng bài tập đúng lũ này nó sẽ có cả dạng câu hỏi ngữ pháp và dạng câu hỏi từ vựng Với dạng câu hỏi ngữ pháp chúng ta sẽ làm kiểu khác và với dạng câu hỏi từ vựng chúng ta sẽ làm kiểu khác vậy tùy vào từng dạng câu hỏi khác nhau chúng ta sẽ có hướng làm khác nhau đây chúng ta sẽ xét từng câu một. Với câu số 2 các em nhìn thoáng qua bốn đáp án thì em thấy rằng đây là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần từ vựng. với cái câu thuộc phạm trù kiến thức về phần từ vựng như này thì chúng ta sẽ phải xét nghĩa của các phương án. Cô có ý A. À. Với từ constitute. Nhờ chúng ta có với cái từ với từ constitute. Nhờ cô có cái từ constitute thì nghĩa là cấu thành là tạo thành. Đó đúng không ạ? Rồi cô có ý B với động từ là compromise, nghĩa là thỏa hiệp. Cho nên tiếp lý cô ấy từ composite nghĩa là đền bù. Và đây từ consist nghĩa là bao gồm. Nhưng yeah, vậy với cái câu số 24 của cô nếu mà sự giả dụ em muốn dùng ý đây nghĩa là bao gồm thì cô phải có là consist nghĩa là bao gồm gồm có. Chờ yeah, vậy thì các anh ý câu số 24 này của chúng ta đằng sau nó không có nên cô sẽ không chọn đáp án ý d được. Nhá, yeah, bây giờ cô sẽ dịch câu này như sau. Dịch là dặm san hô nhờ yeah, hỗ trợ cái sự đa dạng sinh học nhờ yeah. Là, gì là các dặm san hô thì hỗ trợ cái sự đa dạng sinh học ở mức cao nhất của sinh vật biển và nó tạo thành cái cấu trúc sinh học lớn nhất được tạo ra trên trái đất này vậy thì bạn sẽ thấy rằng là dặm san hô cấu thành đúng không ạ cái cấu trúc như là cái cấu trúc về sinh học lớn nhất được tạo ra trên trái đất này vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở đây cô cần một từ nghĩa là cấu thành vậy thì cô sẽ không thể chọn ý b với nghĩa là thỏa hiệp được Chờ cô cũng sẽ không thể chọn ý c với nghĩa là đền bù được Thế thì cô sẽ chọn được câu đấy là ý A. Với câu số 25 là câu thuộc phạm chủ kiến thức về phần đại từ quan hệ hoặc trạng từ quan hệ. Thứ nhất là có of. Uh, chúng ta không dùng giới từ trước và nên cô bỏ được ý B. Chợ người ta dùng giới từ trước hai đại từ quan hệ trong tiếng Anh đó là whom và which. Trong đó which thì cho vật, đúng không ạ? Thế còn whom thì cho người. Vậy thì ở đây em xem cho cô này ở phía trước của chúng ta em xem cho cô xem là nó sẽ là người hay là vật em sẽ dịch câu này cho cô như sau nhé dịch là các dạng san hô đúng không ạ cung cấp là dạy thức ăn và kế sinh nhai cho đúng không ạ cho khoảng là là 10.000 ngư dân và gia đình của họ vậy thì dịch là với câu này cô sẽ có là several tens thì về dịch là hàng chục đúng không ạ hàng chục nghìn thì về dịch là hàng chục uh, Yo yeah, millions rồi hàng chục hàng chục triệu chứ. Sorry thousand mới là nghìn. Vậy thì cô dịch là các dự án cung cấp uh, lương thực và ký sinh nha cho hàng chục triệu ngư dân và gia đình của họ. Vậy giờ dịch được là ngư dân và gia đình của họ chỉ người. Vậy thì với câu số 25, cô chọn được câu đấy là ý D. Số so 25 chuyển cô sang câu số 26. Với câu số 26 tiếp tục là một cái câu kiểm tra kiến thức về phần từ vựng. Bây giờ sẽ xét này. Cơ cơ ý A với từ sau. Với từ developed Nhờ anh này cô là tính từ nghĩa là đã phát triển Đúng không ạ? Phát triển rồi Nhờ giống như kiểu nói rằng là Hoa Kỳ là quốc gia phát triển ấy, Người ta dùng từ developed Ok, thế bây giờ cô lại có với cái anh ý B của chúng ta với từ sau Với từ developing Nhờ anh này cô là tính từ nghĩa là đang phát triển về cả A và B đều là tính từ Một cái là phát triển rồi một cái là đang phát triển Rồi thế còn với cái anh ý C của chúng ta thì sao đây ạ? Cho ý xe chúng ta sẽ có với cái từ sau này, với cái từ là với từ prosper với cái từ prosperous, ok? Với từ prosperous, từ này của chúng ta có nghĩa là giàu sang, nghĩa là thịnh vượng. Thế còn đây với từ rich là giàu có. Nhưng ý đây cô với từ rich là giàu có theo kiểu là có nhiều tiền, có nhiều của cải, có nhiều tài sản. Thế còn với cái anh ý xe này cũng nghĩa là vừa giàu lại vừa thành công cơ, nhá, nghĩa là thịnh vượng. Rồi bây giờ em xem cô này với cái câu số 26 này Để Xem nhé Dịch là các dặm san hô cung cấp lương thực và kế sinh nhai cho hàng chục triệu ngư dân và gia đình của họ Hầu hết đều sống ở trong những cái quốc gia gì mà có thu nhập thấp Vậy thì chắc chắn nó không phải là các quốc gia giàu có thịnh vượng được rồi thì cô bỏ CD Cũng phải là quốc gia phát triển được Do đó với câu 26 bằng phương pháp loại trừ như vậy cô chọn được 26 b Với câu số 27 là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần lượng từ thì với câu số 27 em căn cứ cho cô bằng từ countries là danh từ số nhiều Vậy cô sẽ không chọn ý A được Tại sao cô lại bảo rằng là vì countries là danh từ số nhiều Cô không chọn ý A Vì cô có từ sau Với từ là much Nhờ Đằng sau nó phải cộng với danh từ không đếm được Nó mang nghĩa là nhiều Nhớ nên cô sẽ loại ý A này Cô có ý C với từ little Đằng sau cô cộng với danh từ không đếm được Mang nghĩa là rất rất là ít Hầu như không có Nhờ. Yeah. Vậy cô sẽ có từ few cộng với danh từ số nhiều Mang nghĩa rất rất là ít Hầu như không có Vậy đây cô với từ thì câu có danh từ số nhiều nghĩa là nhiều Vậy thì ở đây, em sẽ quan tâm cho cô xem ở đây với nghĩa là rất là ít hầu như không có Hay mang nghĩa là nhiều Vậy cô sẽ dịch câu này như sau Dịch là ở nhiều quốc gia Đặc biệt là ở các đảo Thái Bình Dương Thì những cái dặm san hô hết sức là quan trọng Nhờ vì chúng có liên quan tới cái cấu trúc và tương tác xã hội cũng như là tôn giáo Vậy thì ở đây cô sẽ cần một từ với nghĩa là nhiều thì câu 27 cô chọn được câu đấy là ý D Với câu số 28 là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần liên từ Giờ yeah, xem cho cô xem là ở đây chúng ta sẽ dùng liên từ là gì yeah. Câu này mình sẽ dịch là Mặc dù hiểu biết kém về cái phân loại hệ thống động thực vật chợ Và những cái biện pháp yeah, kiểm soát ngày càng nghiêm ngặt đối với hoạt động thăm dò sinh học yeah, Nhưng mà các, các dặm sân hô này vẫn tạo ra số lượng đáng kể các loại thuốc quan trọng và những sản phẩm khác. Vậy mang nghĩa là mặc dù thì cô sẽ chọn được câu 28 của chúng ta là ý B. Với câu số 29, 30 và 31 nó sẽ là dạng phát hiệu sai. Với cái dạng bài tập phát điệu sai này nếu như em không có ý tưởng cái câu đó sai đâu cả thì em cứ xét lần lượt cho câu từng phương án một. Đầu tiên là xét cho cô xem về mặt ngữ pháp nó có sai không rồi sau đó xét cho cô về mặt ngữ nghĩa của nó. Cô có từ police là cảnh sát. Dạ, người ta thường dùng là the police nh yeah, là chỉ tập hợp đúng không ạ? Cảnh sát nói chung ở uh, nhá, yeah. nhớ này. Cô có từ police là cảnh sát, người ta dùng the police. Yeah, muốn ám chỉ là cảnh sát nói chung. Vậy thì với câu này cô sẽ thấy là ý A của cô không có gì sai rồi. giờ chúng ta lại có cái cấu trúc là try hoặc là do. Giờ yeah, once ở đây là tính từ sở hữu em nhé, best. Giờ yeah, từ do thì nghĩa là cố gắng hết sức để làm gì. Vậy dịch là mặc dù cảnh sát đã cố gắng hết sức mà cô vừa bảo với em là từ police là danh từ tập hợp Vậy ở đây người ta dùng tính từ sở hữu là there Không có gì sai cả là gì à? mặc dù cảnh sát đã cố gắng hết sức để bắt cái tên trộm đó Trở về bạn sẽ thấy được là chúng ta có cái cấu trúc là do hoặc là try on best To do something, cố gắng hết sức để làm gì Vậy đây người ta dùng to catch, không có gì sai cả Đúng không ạ? Catch somebody something, bắt được ai, bắt được cái gì Vậy thì cái anh ý xe của cô không sai Nhé, yeah, cô có từ sau Với từ thief là tên trộm có một tên thôi Vậy ý đề của cô sai Nhờ dây phải đổi thành hi Nhờ escape là trốn thoát Vậy thì với câu 29 của cô sẽ là sai về cách sử dụng của đại từ nhân sương em nhé Rồi xong 29 triệu cô xa câu số 30 Chờ I'm um, sorry to inform that Nhờ, Tôi rất là tiếc để thông báo rằng Chờ anh ấy đã có lẽ là đã làm được Anh ấy có lẽ là đã, đã, làm tốt nhưng mà anh ta quá lười Chúng ta có cái cấu trúc là could Cậu với have cộng phần thứ hai sẽ là một điều có thể đã xảy ra nhưng trên thực tế là không Vậy thì cô thấy như sau hỏi Thực tế là anh ấy đã lười rồi Vậy thì câu này của chúng ta sẽ là sai về thì của động từ Như là bạn thấy là is phải đổi thành was Ok Rồi xong câu số 30 chuyển cô sang 31 này Với câu số 29 là sai về cách sử dụng của đại từ nhân xưng Câu 10 là sai về thì Vậy là hai câu ngữ pháp rồi Thì câu còn lại sẽ là câu sai về từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh Vậy xem cho cô xem này với cái câu số 31 của chúng ta xem cho cô xem là ý A à có sai không? Vậy xem này cô có từ cause Nhờ đằng sau nó có từ by Như là gây ra bởi Vậy để xét về cái mặt ngữ pháp thì nó là bị động Ở đây ok, đúng không ạ Nhớ trong cuộc câu có động từ chính là động từ create Nhờ động từ chính chia thì câu này Thì động từ chỗ này cô sẽ giúp gọi mình để quan hệ Và với thể bị động sẽ giúp gọi bằng cách dùng phân từ hai Đấy ạ, cô có với cái từ sau Với từ nation Từ đây không phải lesson đâu nhá nhá từ này cô đọc là Đọc là nation, nghĩa là những cái tổn thương yeah những cái tổn thương gây ra bởi cái hoạt động của cái loại bọ cánh cứng đấy như là tạo ra như là một cái nhờ vậy thì cô thấy là ý à cô không sai rồi này chở căn cứ bằng cái chủ ngữ đó là từ nisons ở dạng số nhiều như này thì động từ create giữ nguyên như này không có gì sai cả đúng không ạ tạo ra một cái vị trí lối cho cái sự nhiễm trùng nhá bởi, bởi, bởi những cái loại vi khuẩn và lấm vậy thì bạn sẽ xem cho cô như sau này em xét cho cô bây giờ cô sẽ có từ secondary Cho secondary infection nhờ yeah, infection nghĩa là sự uh, nhiễm trùng phụ uh, tức là nhiễm trùng bổ sung thêm ý. vậy thì cô sẽ lấy là secondary dùng ở đây không có gì sai cả vậy thì mọi cái sai của cô sẽ đổ dồn với cái anh ý của chúng ta chờ ý tại sao sai lưu ý cho cô như sau này ở đây người ta đang dùng với cái từ yeah, ở đây người ta dùng với cái từ đó là từ với từ bacterium các bạn nhớ cô ở với từ bacterium từ đây của chúng ta là danh từ số ít nghĩa là vi khuẩn nhưng mà ở đây là nếu như là danh từ số ít đúng không ạ thì nó không phù hợp được đấy nhá chờ với danh từ số ít chúng ta sẽ phải sử dụng mạo từ chứ không phải đứng một mình như này được với nó phải gây ra bởi những vi khuẩn Đúng không ạ nên bạn sẽ phải đổi cho cô cái từ sau này đổi cho cô từ bacterium thành từ bacteria ok đổi thành từ sau Để đổi thành từ bacteria nghĩa là những con vi khuẩn danh từ số nhiều ở ừ ạ, à, không này Em có thể căn cứ cho cô bằng cái từ phía sau Nhớ, cô có cái từ đó là từ Với từ phăng ghế Thì nghĩa là lấm, là danh từ số nhiều Thế còn danh từ số ít của nó Nó là từ phân ghế Nhớ, viết như này nhớ, thế vì vậy khi có từ em thì hai vế cân nhau Đằng sau là danh từ số nhiều Thì đằng trước nó cũng phải là danh từ số nhiều Rồi, bây giờ sẽ chuyển cho cô sang này, Hai cái bài tập đọc hiểu, đọc điền À hai cái bài tập đọc hiểu 5 câu bài tập đọc hiểu 7 câu cô Trang đã quay video chữa rồi. Bây giờ cô Trang sẽ chữa câu 37 38 39 với dạng bài tập là câu đồng nghĩa nhé. Với cái câu số 37 này, chúng ta có cấu trúc là chủ ngữ cộng với last cộng với verb chỉ thì quá khứ đơn, cộng với time cộng với ago. Cấu trúc này nghĩa là lần cuối cùng là cách đây bao lâu. Vậy dịch là lần cuối cùng mà David đi picnic ở bên bờ sông là 3 tháng trước. Vậy có nghĩa là từ lúc đấy tới bây giờ anh ta không đi picnic ở bên bờ sông nữa đúng không ạ? Vậy thì với câu số 37 chúng ta sẽ có ý A là anh ấy đã đi picnic ở bên bờ sông được 3 tháng rồi. Vậy ý A của cô sai. Nhớ sorry. Vậy thì ý nếu mà chọn ý A này sẽ hiểu rằng là trong 3 tháng qua anh ấy đúng không ạ? đã đi picnic ở bên bờ sông nhưng mà ở đây người ta bảo lần cuối cùng là anh ta đi là 3 tháng trước. Vậy thì câu 37 của chúng ta ý A không đúng. Rồi tiếp lại ý B là anh ấy đã không đi picnic ở bên bờ sông 3 tháng trước vậy b cũng sai Đấy nhá. rồi tiếp này cô sẽ có in c là anh ấy có 3 tháng đi để đi dã ngoại bên bờ sông ý c sai thì cô sẽ chọn ý d ý d dịch là anh ấy đã không đi dã ngoại bên bờ sông được 3 tháng rồi với câu số 38 là câu trực tiếp sang câu gián tiếp từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp thì bạn sẽ nhớ là chúng ta sẽ phải lùi thì ạ vậy ở đây là em phải đổi cho cô thành was nhá vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với chủ ngữ là it thì vẫn giữ lại là it vậy thì với câu này cô dễ dàng chọn được đáp án là ý a à luôn nhớ rồi với câu số 39 em thấy có cái anh là must cộng với not cộng với vâng nguyên dạng rồi với anh là ought not to cộng vâng nguyên dạng à rồi với cái anh là ought not to cộng với have của phần thứ hai như là nó sẽ bằng với cái anh là shouldn't cộng với have cộng phần thứ hai sẽ là một điều đáng nghĩa ra không nên làm nhưng đã làm rồi để cô có cái anh là should cộng với have cộng phần thứ hai là một điều đáng nghĩa ra đã làm nhưng lại không làm Đấy nhá Cô có cái cấu trúc là shouldn't có nguyên dạng không nên làm gì Giờ tiếp còn ý, anh ý A là, là mất có nguyên dạng là không được phép làm gì Ở đây cô có was là quá khứ Vậy nếu quá khứ thì em phải dùng là Động từ khuyết thiếu cộng với hợp Cộng với vấp phân từ hai Như vậy thì cô sẽ bỏ được A Bỏ được B, Nhờ cô chẳng còn B hoặc C mà thôi Thì với cái câu số 39 này chúng ta dịch câu này như sau này Dịch là Đó là cái điều sai trái của con khi mà dọa em trai con như vậy Bây giờ là con đáng nghĩa ra không lên dọa em trai con như vậy Vậy thì với câu số 39 câu trả lời câu đấy của chúng ta là ý B Rồi với dạng bài về tình huống giao tiếp dễ Các bạn tham khảo được giải trí tiết xúc cơ Thì cô sẽ chữa câu số 49 và câu số 50 Với câu số 49 và câu số 50 Nó sẽ là phần về kết hợp câu Thì trong cái phạm trù về kết hợp câu này Nó sẽ có một câu về thức giả định Và một câu về đảo ngữ Vậy thì với cái câu số 49 chúng ta có đây ý a à với cái cấu trúc là hotly cộng với hẹn cộng với chủ ngữ cộng với phân từ hơi cộng với when chủ ngữ và quá cửa đơn nghĩa là ngay khi vừa mới thì vậy là về mặt ngữ pháp là đúng rồi như vậy cô sẽ dịch nghĩa câu gốc này Đó dịch là lam đã làm cái bài kiểm tra tốt nghiệp rất là tệ chứ chúng ta có đằng sau với cấu trúc là be aware of something ý thức được cái gì anh ý thức được tầm quan trọng của cái việc phải học tập chăm chỉ vậy xem ý A à, cô đúng về mặt ngữ pháp xem ngữ nghĩa nó có sát với nghĩa câu gốc không nhé ngay khi anh ta ý thức được tầm quan trọng của việc học tập chăm chỉ thì anh ta làm bài tốt trong cái bài thi tốt nghiệp Chờ, vậy thì ý a của cô sai về nghĩa rồi cô sẽ xét đến với cái anh ý b thì sao ý b chúng ta có cái cấu trúc là nó until cộng với một mệnh đề đằng sau có một mệnh đề đảo ngữ và ý b của cô vế sau nó không đảo thì nó sẽ sai ở mặt ngữ pháp rồi nó không cần xét ở mặt ngữ nghĩa nữa Chờ, tiếp còn ý c cô có từ poorly nó vai trò là trạng từ thì mình sẽ áp dụng cái cấu trúc là trạng từ hoặc là tính từ cộng với từ là à, hoặc là từ dạ, đằng sau cộng với chủ ngữ vấp phải chủ ngữ vấp nghĩa là dù cho dạ, dù cho anh ấy làm bài kiểm tra tốt nghiệp tệ chờ dạ, anh ta ý thức được tầm quan trọng của việc học tập chăm chỉ vậy sẽ cô sai về nghĩa nhá yeah. rồi chúng ta có ý đây là only after cộng với một mệnh đề đằng sau của mệnh đề đảo ngữ vậy là ngữ pháp đúng vậy sai là mặt ngữ nghĩa này chỉ sau khi anh ta đã làm bài kiểm tra tệ thì anh ta mới nhận thức được cái tầm quan trọng của việc học tập chăm chỉ Đấy 49 cô chọn được ý đây. Xong 49 chuyển cô sang câu số 50. Câu 50 sẽ là thuộc phạm trù về thức giả định này. Thứ nhất là em sẽ để động từ cho cô gốc của chúng ta chia thì hiện tại. Vậy nếu giả dụ có viết bằng điều kiện thì chúng sẽ phải dùng điều kiện lại 2. Điều kiện lại 2 có cái cấu trúc là if cộng với chủ ngữ cộng với verb chia thì quá khứ đơn. Nhớ mệnh đề còn lại chủ ngữ cộng với would hoặc là could. nhờ cộng với vơ nguyên dạng. thế là thì vậy thì ý ở cô có if Trở với happy là quá khứ hoàn thành với là loại 3 cơ Lên yeah, của cô sai Rồi tiếp này Nếu như chúng ta dùng đảo ngữ của câu điều kiện lại 2 Thì nó sẽ có cái cấu trúc là were cộng với chủ ngữ Chợ cộng với tu vấp Phải đằng sau chủ ngữ cộng với Old Ok hoặc là could Cộng với vâng nguyên dạng. Các em thấy được là ý bê của câu này Vế trước của cô nó đảm bảo là đảo ngữ của loại 2 Có were nhưng đằng sau lại dùng là Old Cộng với have của phần thứ hai Nó là loại 3 Vậy thì eBay nó thành điều kiện trộn trong đó cái câu này cô này nhờ nó đều chưa hiện tại cả thì không thể dùng điều kiện trộn được nên b sai. Nhớ về cô sẽ có ý C là if cộng với chủ ngữ cộng vấp chia quá khứ đơn mệnh đề chính là ổn oh, cộng với vấp nguyên dạng. Vậy đảm bảo được kiện loại hai rồi thì cô sẽ xét về mặt ngữ nghĩa của nó. Nhờ có rất là nhiều tai nạn giao thông. Đó là bởi vì cái sự bất cẩn của tài xế. Và dịch là nếu như tài xế mà không bất cẩn thì đã không có nhiều tai nạn giao thông như vậy. Và ý C của chúng ta đúng rồi Cho ý D của cô mà nếu dùng là if Cậu với chủ ngữ cậu vấp hiện tại đơn thì Nó sẽ điều kiện loại một thì nó không phù hợp Thế là với câu 50 Cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý C Em nhé